Ui lên 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 lên. Ui lú cái đầu nè. Được. Ui cũng to nha. Cũng được. Không khủng nhưng mà to ngon. Ui lì cái con ra luôn nè. Trời ơi tắt. Mình xin chào tất cả mọi người nha. Lời đầu tiên thì Hiệp xin gửi lời cảm ơn đến cô dì, chú bác, anh chị em và tất cả mọi người đã xem video ủng hộ cho Hiệp nha. Rồi thì hôm nay Hiệp có ghé vào cái ao hoang nè. Thì tình hình nước thì nó cũng bình bình nhé mấy mọi người ơi. Thì ở trong cái ao đây thì nước nó cũng không có lớn, chỉ có nước mưa lắm nó mới ngập thôi. Thì nãy giờ mình có cào cái hang lưng khủng nè, mà nó im re, không có động tĩnh gì luôn. Hay là hang lũ mậu. Thường thường cái hang lũ mậu đây mà nếu mà mình tới mình thấy cái nước ở trong cái hang mà nó chảy mạnh đó là nó không có lương, mình cũng xe đại nãy giờ mà nó cũng không có đồng tĩnh gì. Đây nó mậu bên bờ bên kia, bên cái ao bên kia xe nãy giờ mà nó cũng im re. Nếu mà nó có con lương ở dưới nha, ở này nó có con lương ở dưới là nước nó chảy nhẹ lắm, chảy chậm chậm chậm, cái hầu nó không chảy luôn, lòng giòn lương ở nào mà nó biết cái dưới đó thì nó sẽ có con lương. Ở đây nó chảy ào ào luôn, nước chảy mạnh. Xe nãy giờ thì cũng không có hang, đây mình lên mấy con khủng rồi đó chứ. Xe nãy giờ im re luôn, không có động tĩnh gì. Cái hang này thì nó mậu qua bên này nè. Nè, nó có một cái đường mậu bên này nè. Mấy cái ao bên này, ao bên này ao nhỏ, nước còn nó chảy ra thôi. Nãy giờ xe nó cũng không có lương. Thôi để mình dọc dọc qua mấy cái ao bên kia nha. Qua dọc dọc cái địa bờ bên kia. Bên kia nó có ao này. Ao bên này thì cái ao họ trồng cây bưởi và là nuôi cá. Khi nào mình gặp chủ mình xin thứ mình vô mình cao mình kiếm video kéo cho mọi người xem. Mà cũng khó gặp chủ quá. Thôi thì bây giờ mình bắt đầu nha. Đi dọc dọc qua kia cao mấy cái hang bên kia nha. Rồi dưới đây nó có cái hang này. Hang này thì lai rai mình cao cũng có lương mọi người. Lương của hang này thì mấy lần trước mình cao lương cũng trọng trọng thôi, chưa gặp em nào khủng năm sau lạng ấy. Hang thì đẹp lắm. Có đồng tĩnh ta, nước văng nè. Đó y mà văn là nghi rồi. Ồ, lớn nha mấy nữa. Ui đàm tay đó mọi người ơi, đàm á. Ui, ngon, trọng thật. Cái hàng này, cái khuôn hàng này sao mọi người. Lương có lên lương trọng trọng rồi. Một con này sẽ thương quá. Wow. Lương trọng trọng cả hai lạng. Cũng được. Trọng đẹp mọi người, lương cái này là ngon rồi. Có hàng có khuôn thì sao không, không có khi nào mà vào được, em nào không khủng hết à. Hai lạng, ba lạng thôi. Rồi cũng ngon mọi người ơi. Rồi để mình cho nó vào túi nha. Rồi dưới đây nó có cái hang này. Hang này lần trước mình cao con lương mình phải đào luôn nè. Lâu lúc luôn. Biết nay có em mà nó vào chưa ra. Thấy vỏ ốc đồ ở trên quá trời này chứ. Lần trước đào nát cái hang luôn. Ui, mình thấy hình như nó có dân dân nè. À, có dân lên dân xuống nhẹ nhẹ. Đó, 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 nó mới lú cái đào đó. Nó mới lú cái đào nó thuộc xuống đó. Thì mình nhớ liền thử. Nè, 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 lấy nè, bao tao đây. Ui, cũng trọng trọng. Cũng trần trọng nhỏ nhỏ thôi.
lúc lúc luôn. Ủa, xịt tường, con này xịt tường quá. Để mình rửa ra. Lúc lúc xịt tường quá trời luôn. Ủa, xịt tường nhiều lắm á. Xịt tường quá trời luôn. Thôi, để mình lao, mình gỡ, mình cho nó vào túi nha. Mấy cái hàng gì đã ghê. Hàng này có lương nó vào hoài thôi. Mà đợt này cũng con này cũng nhỏ được, trước con cũng ba lạng á. Ủa, con này xịt tường quá, không quay được nha. Cả nhà nha, thông cảm nha. Để mình gỡ, mình cho nó vào túi ra. Rồi cả nhà mình còn nhớ cái hang này không nè? Hang khủng này, hang này mình cao được hang khủng này. Ui mình thấy nó ở cái sao ta? Hay là động nước. Nè, chỗ đây nó có một cái đường hang này, đường hang nó thông qua nè. Đi ngay chỗ đây nè. Ở dưới đây nó cũng có một đường nè. Đó, cái đường ngầm nó nằm dưới nước nè. Đã chưa? Ui mình thấy nước nó ực ực. Hay là mình đứng ở ngoài nó động nó trao qua nè. Thấy nước nó ực ực nè. Đường hang nó nhỏ vậy cho mà mình đớp được mấy con khủng rồi nè. Có còn 6 làng máy á. Ực như phải nói không nè. Đó, ui ực. Giống ực lương vậy ta. Ui cái rách con lương mọi người ơi. Rách lương. Mình nhớ thấy nó lên không? Đó. Ui lên. Ui lú đầu nè. Được. Ui cũng to nha. Cũng được. Không khủng nhưng mà to ngon. Ui lì không? Ra luôn nè. Trời ơi nó tắt. Ê, mọi người thông cảm nghe, mình đạp đúng cái máy. Rồi, dính rồi. Ui, đi mình để cái máy cho nó ngay ra. Mình đạp trúng cái chân máy. Ui, to vàng khè luôn, ngon ghê à. Mình đai trúng cái chân, mình đổ cái chân vô, bước vô trúng cái chân máy. Rồi, vào. Ui, con này vàng ngon ghê. Được. Lúc lúc luôn mà được gì nữa đâu. Ui, nó ra rồi, nó tháo ra rồi, nó rượt ra ngoài nữa. Thôi con này ngon ghê. Rồi để mình cho nó vào túi thôi. Để mình cho nó vào túi, con nó rượt 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 rồi nó bay ra ngoài nữa, nguy hiểm lắm nha. Mắc lương như trời đó. Cái chỗ đây mình để cái thùng nó nghiêng tới nghiêng lui nữa. Rồi để mình gỡ nó, mình cho nó vào túi đó. Mấy cái đường hàng lại có lương vào, chỉ này không bảo em khủng. Rồi em đã là ngon rồi. Trời, mình bước cái chân vô mình đập trong cái chân máy đó, nó mèo xẹo luôn. Rồi để mình cho nó vào túi nha. Đừng cái này là ngon rồi, 2 lạng máy 3 lạng. Rồi ở cái ao hoang đó mình cũng chỉ cào được có mấy con thôi. Thì mình có chạy ra cái chỗ cái hang hôm trước mình có cào được lương khủng này. Thì mình cào nãy giờ thì nó cũng không có lương, nó không ăn. Mà mình xem bên này mình thấy nó có một cái mà nhỏ nhỏ bên này nè. Đó, nước lớn lớn liền xíu, nó thử cái mà qua bên này. Để mình xe bên này mình cào thử. Nó thử qua cái mà mình thấy nó cũng hơi ực ực cái nè. Ực là như con lương. Bên cái hang lần trước cao lương khủng này không có. Xe hoài không thấy ăn. Đó, trời ơi nó làm cái dục. Bao to cái hang nhỏ xíu thôi mọi người ơi. To ngon. Wow, con này ngon ghê. Cái đường hang cũ hang khủng đi cao là không có lương mà qua đây là có con lương liền. Mấy con này nó mới thử mà nó lên nè. Ui rượt quá. Rượt quá. Nó mới thử mà nó lên. Nó nhủi lên cái đường hang mới á. Con này ngon, con này cũng lặn mấy 2 lạng, cả 2 lạng. Ngon ghê. Ngồi mình xe hoài cái hang khủng là lại chưa có con nó vào á. Ngon. Được, ở trong cái ao đó có mấy con cũng ngon, trọng thôi, không to.
Rồi, ai điện mình không biết nữa. Rồi, để mình cho nó vào túi nha. Rồi, hôm nay thì cũng chỉ câu được có mấy con không mọi người ơi. Ra xong thì nước nó cũng lớn quá, cũng chỉ câu được có một con thôi. Mấy con? Được 4-5 con, 4 con hay sao? Được 4 con ấy. Câu trong cái ao kia thì chỉ được có 3 con, ra xong câu được 1 con nữa. Nước lớn quá, mình đi hang nó ngập hết câu cũng không được. Thấy hơn. Cũng không thấy hơn. Được có 4 con rồi, cũng đỡ. Gần Ấn Nam rồi kiếm thêm ít lương. Trong mấy ngày nay bông mọi người ơi, đi cũng tranh thủ, cũng trồng cho nó có được lương, có được video là tranh thủ về. Cũng gần hết Nam còn mấy ngày nữa, hết Nam là tranh thủ về lo công việc nữa. Có bao nhiêu cũng đỡ lắm rồi. Có cơ hội lương của mình là rồi vậy. Gì đó cả. Có cơ hội lương của mình là mấy lương này là ngon rồi. Đó. Lương to 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 không. Có con lươn nè, ai có con lươn nào mà ở tập vừa rồi bị kia bị chích điện nè, bị cong người nè, nó cao cong đuôi nè, nó đụng cái đào của bánh nó nhủ chứ. Đừng mấy lần em buộc ngay lại đây, 7 lần bơi mà mấy hơn 7 lần cũng được. Em cho nó vào thùng luôn đi. Cái con lươn nó bị dập luôn nè, đó. Nó bị dập luôn nè. Cái đây cát đó cho dịch nó ăn. Thôi thì hôm nay cũng chỉ vậy mọi người. Em thay nước của hồ lươn nha nè, nó hơi đục nè. Rồi thì đến đây thì mình cũng kết thúc video. Cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người nha. Cô dì chú bác cũng đã xem video ủng hộ cho mình nha. Rồi, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video lần sau.